Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Ngày mà Liverpool hùng mạnh, suýt chút nữa bị loại với tỷ số không tưởng. Năm 2018, ở trận lượt về giữa cặp đôi Liverpool và Roma, những ai nghĩ rằng khoảng cách 4 bàn trong trận bán kết Champions League là quá mênh mông, ắt hẳn phải thay đổi ý kiến khi nhìn AS Roma quật cường trên Olympico đêm đó. Liverpool xứng đáng có được tấm vé vào chung kết sau những gì thể hiện suốt 2 hiệp đấu ở 2 trận lượt đi lượt về. Nhưng AS Roma đáng ra cũng xứng đáng được tưởng thưởng bởi sự kiên cường mà giúp họ trừng phạt Barca ở tứ kết. Cùng chúng tôi xem lại trận đấu khó quên này nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Nhận lời dẫn dắt The Cop, Jurgen Klopp đang ngày càng chứng tỏ tài chiến lược của bản thân khi mà ông cho thấy được Liverpool bất bại như thế nào. Dani Ceballos, tân binh của Arsenal cũng từng thừa nhận anh chưa từng gặp đội bóng nào hay như Liverpool của Jurgen Klopp sau khi cùng Arsenal nhận thất bại ở sân Anfield. Cũng theo trang Club Elo đã đưa ra những thống kê về các đội bóng mạnh nhất trong lịch sử châu Âu. Thật đáng ngạc nhiên, dù mới đi qua nửa chặng đường của mùa giải, Liverpool của Jurgen Klopp mùa 2019-2020 đang xếp ở vị trí thứ tư châu lục và thứ nhất nước Anh. Nhưng cũng có thời điểm mà Liverpool hùng mạnh ấy lại phải suýt bị loại không tưởng bởi sự chủ quan của mình. Đó là trận đấu với AS Roma trong vòng loại Champions League mùa giải 2018. Hãy cùng chúng tôi xem lại trận thứ hùng mang nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá ấy nhé. Ngày hôm ấy trên sân vận động Anfield dưới cái lạnh 9 độ và trời mưa nhẹ, các cổ động viên của Lữ đoàn đỏ vẫn kéo đến sân chật kín chỗ ngồi cũng như bên ngoài sân vận động để cổ vũ cho đội chủ nhà của mình. 2.500 là số cổ động viên của Roma có mặt ở Anfield để cổ vũ cho đại diện đến từ thủ đô Italia. Vào thời điểm ấy, Roma đã viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp ở tứ kết khi lội ngược dòng trước Barca. Và trận đấu này, người hâm mộ của Roma một lần nữa hy vọng đội bóng của mình sẽ lập lại câu chuyện thần kỳ trước The Cop, một trong ba đội bóng giàu thành tích trong lịch sử C1 Champions League. Sức ép liên tục được tạo ra về phía cầu môn Roma với những nỗ lực tấn công dồn dập của Liverpool cuối cùng cũng được đền đáp. Nhận bóng trống trải đầu vòng cấm, Salah có bóng bên cánh phải. Anh đảo một nhịp loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi sửa lòng chân trái vào góc cao. Bóng dội xà ngang bay vào lưới làm dập tắt hoàn toàn cơ hội cho thủ thành Alisson Becker. Đáng chú ý, ngôi sao người Ai Cập đã không ăn mừng sau khi xé lưới câu lạc bộ cũ để thể hiện sự tôn trọng của anh với AS Roma. Cả sân Anfield như được bùng nổ trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc bàn thắng đầu tiên được ghi theo một cách không thể nào đẹp hơn mà người lập công không ai khác lại chính là Mohamed Salah. Ngôi sao từng là một phần của đội bóng Italy trước khi đầu quân cho The Cop. Lại một lần nữa, các cầu thủ của Lữ đoàn đỏ khiến cho khán giả trên sân vận động Anfield mừng hụt sau quả phạt góc bên cánh phải. Dejan Lovren bật cao đánh đầu rất may cho Roma là bóng đã dội xà khung thành và đi ra ngoài. Liverpool tổ chức phản công thần tốc và Mohamed Salah một lần nữa tỏa sáng sau pha phối hợp với Firmino từ một đường chọc khe. Salah thoát súng rất nhanh trong vòng vây của hai hậu vệ và cả thủ môn Alisson Becker. Vua Ai Cập nhẹ nhàng bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn Alisson giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Bàn thắng này cũng đánh dấu bàn thắng thứ 10 của anh ở đấu trường châu Âu mùa ấy. Đặc biệt trong lịch sử tham dự cúp châu Âu, chưa một cầu thủ nào của The Cop có thể làm được điều này. Liverpool bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế 2 bàn đều do công của Mohamed Salah. Salah là người mở tỷ số, rồi chính anh nhân đôi cách biệt để The Cop bước vào giờ nghỉ với lợi thế tâm lý rất lớn. Sang hiệp 2, Liverpool vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Họ tiếp tục đẩy Roma vào thế phòng ngự co cụm. Roma đang tỏ ra khá mạo hiểm khi chấp nhận dâng cao và liên tục bẫy việt vị Liverpool. Khi đối đầu với những cầu thủ tốc độ như Mane hay Salah thì đây có thể coi là con dao hai lưỡi. Đúng như những gì vừa được cảnh báo, Roma đã bẫy việt vị không thành công với Salah. Kết quả là cầu thủ này đã băng súng như một cơn lốc, chết về bên cánh phải, rồi căng ngang dọn cổ để Mane đệm cận thành. Buộc thủ thành Alisson Becker phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.
Lập cú đúp bàn thắng là chưa đủ, Mohamed Salah thêm cú đúp kiến tạo là lập pha thoát xuống bên cánh phải, bỏ qua hậu vệ của Roma trước khi căng ngang như đặt để cho Robert Firmino băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 4-0 cho Liverpool. Hàng phòng ngự của Roma thực sự gặp vấn đề khi liên tục để Mohamed Salah có quá nhiều khoảng trống. Sự phấn khích và vui sướng của cổ động viên The Kop đang đối nghịch hoàn toàn với nỗi thất vọng và chán chường của các cổ động viên đội khách Roma khi liên tục các bàn thắng đều có dấu chân của tiền đạo thân quen. Liverpool chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ quả phạt góc bên cánh phải của James Milner, Firmino bật cao đánh đầu hiểm hóc, buộc Alisson phải vào lưới nhặt bóng. Roma đã vỡ trận, mọi chuyện gần như đã chấm dứt với đại diện đến từ Serie A. Các cầu thủ đến từ Italy đang tỏ ra khá tuyệt vọng và bất lực trước tốc độ của đội quân Liverpool. Edin Dzeko lấy lại chút thể diện cho đội khách. Từ đường truyền chính xác của đồng đội, Dzeko có pha khống chế hứng ngực đỡ bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm căng vào góc gần làm bó tay thủ thành Loris Karius. Dusan Lovren phán đoán sai điểm rơi trái bóng và ngay lập tức khiến Liverpool trả giá bằng bàn thua, rút ngắn tỷ số thua cho đội khách. Nhưng có vẻ bàn thắng này cũng không làm các cổ động viên của Roma có mặt trên khán đài mặn mà chút nào. Sau cú sút xa của Nainggolan, James Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm, buộc trọng tài phải cho Roma hưởng quả penalty. Một lần nữa, những cổ động viên của Roma lại được thắp sáng thêm hy vọng. Trên chấm 11m, Diego Berotti không mắc sai lầm hạ gục thủ thành Loris Karius để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 cho đội khách. Hy vọng trở lại với Roma dù là nhỏ nhoi. Dẫn trước 5 bàn, nhưng sự lơ là của hàng phòng ngự khiến Liverpool để đối thủ ghi liền 2 bàn trên sân khách trong những phút cuối. Và sau khi ghi được 2 bàn thắng thì khí thế của Roma là rất hăng. Liên tiếp sau đó là những pha bóng gây nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Loris Karius. Ở Anfield, Liverpool bước vào trận bán kết lượt đi Champions League với lối chơi quen thuộc mà Jurgen Klopp xây dựng, đó chính là sự nhiệt tình và tính cống hiến. Hình ảnh nổi bật mà Liverpool thể hiện với những pha bóng rực lửa, cách chơi của Liverpool đã giúp họ sớm nắm quyền chủ động, buộc Roma phải mắc sai lầm về mặt chiến thuật và bộc lộ ra nhiều khoảng trống, khiến Roma sai lầm. Những bàn thắng đến với Liverpool là điều tất yếu. Với bất kỳ đội bóng nào khác, hai bàn thắng so với năm chỉ tựa như danh dự được gỡ gạc cho một thất bại nặng nề. Vậy nhưng với Roma, chuyện đó thôi dường như cũng vừa đủ cho họ sụp sôi hy vọng về một màn lội ngược dòng ngoạn mục không tưởng nữa ở sân chơi lục địa già. Thực tế ở trận lượt đi, Roma thi đấu với sự căng cứng tâm lý vì sức ép ngột ngạt và khổng lồ của sân Anfield, dẫn đến tâm thế nhập cuộc không rõ ràng và dễ dàng sụp đổ. Trận đấu này sẽ khác vì họ được thi đấu trên chính sân nhà. Hãy xem qua trận chiến của đội bóng có hàng thủ xuất sắc nhất đấu với đội bóng có hàng công xuất sắc nhất sẽ như thế nào nhé. Đội chủ nhà ra sức vây hãm cầu môn đội khách. Cơ hội đầu tiên thuộc về Florenzi với cú đá đại bác từ cự ly rất xa và bóng suýt bay trúng đích. Florenzi tung chân dứt điểm từ khoảng cách khung thành đội khách chừng 20m. Tiền vệ Nainggolan chuyền ngang bất cẩn bên phần sân nhà. Anh chuyền bóng không nhìn nên đã bị Firmino cướp được và tổ chức ngay được phản công. Và sau cùng, tiền đạo người Brazil đẩy nhẹ cho Sadio Mane ở bên trái vòng cấm địa. Tiền đạo người Senegal dễ dàng dứt điểm gọn gàng, hạ gục Alisson mở tỷ số trận đấu. Cổ động viên của đội khách vỡ òa sau pha làm bàn của Mane bao nhiêu thì giới chức và các cổ động viên bên phía đội bóng Italy lại bất lực và thất vọng với màn mở tỷ số ấy bấy nhiêu, tạo thành một biển chết trên khán đài sân Stadio Olimpico. Bất ngờ với bàn thắng gỡ hòa của Roma, bàn thua khó tin của Liverpool đến từ một pha phản lưới nhà của Milner. Từ nỗ lực đánh đầu của Dzeko vào khu vực 5m50, Lovren phá bóng không chú ý, anh sút thẳng bóng vào đầu Milner, trái bóng bay ngược lại vào lưới trong khi thủ thành Karius không kịp phản ứng. Yeah,
Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi, Liverpool vùng lên tấn công liên tục, nhận được bóng từ đồng đội, Mane tung ra cú cứa lòng chân phải ở khu vực trái trước vòng cấm địa, bóng đi cắt mặt khung thành của Roma, đi ra bên ngoài ở gần cột dọc phải. Hàng thủ Roma lại mắc sai lầm trong tình huống chống phạt góc. Từ quả phạt góc của De Zecco, anh vô tình kiến tạo cho Wijnaldum dễ dàng bật cao đánh đầu cận thành tung lưới đội chủ nhà. Các cầu thủ Roma cho rằng tiền vệ của Liverpool đã việt vị, nhưng pha quay chậm cho thấy các trọng tài đã đúng, Wijnaldum không việt vị. El-Sarawi tung chân đặt lòng dứt điểm từ khoảng cách 25m và bóng sượt qua chân Milner sau tình huống đi bóng cắt mặt vòng cấm địa, làm bó tay Karius, xong tiếc cho anh, cột dọc đã phủ vàng từ chỗ bàn thắng. Edin Dzeko đã mang về bàn gỡ hòa cho Roma với pha đá bồi thành công. Trước đó, El-Sarawi đã đột nhập khu vực 16-50 của Liverpool từ cánh phải. Karius tung người đẩy bóng sau cú dứt điểm của đối phương. Trái bóng rơi đúng vào vị trí của Dzeko đứng ở bên phải trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Bosnia dễ dàng hạ gục Karius ở tình huống đối mặt. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao từ pha nhà bóng của Kolarov, Nainggolan tung chân dứt điểm cực mạnh từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập cột dọc trái rồi lăn vào lưới, mang về bàn thắng cho Roma bằng cú sút xa đầy uy lực. Thủ thành Karius thì lại chạy lăng quăng trong tình huống đối phương dứt điểm. It sets me free. It's wrong. I can't. Trọng tài đã cho Roma được hưởng quả phạt đền sau khi bóng trúng vào tay Klavan. Trên chấm 11m, Nainggolan dễ dàng sút tung lưới của Liverpool để ghi bàn thắng thứ tư cho Roma. Thực hiện thành công quả penalty, nhưng lúc đó thời gian thi đấu đã bước vào phút bù giờ cuối cùng và trọng tài cũng mau chóng thổi còi kết thúc trận đấu sau khi bóng được giao ở giữa sân. Roma và Liverpool đã tạo ra một trận đấu hấp dẫn và no nê bàn thắng. Đại diện của Serie A mặc dù chiến thắng trận đấu này nhưng vẫn là không đủ để giành vé đi tiếp, nhưng họ có quyền tự hào về những gì đã cống hiến. Trong khi đó, Liverpool đội bóng hùng mạnh lại ít nhiều bị hú vía trên chặng đường giành vé vào chung kết gặp Real Madrid, dù nhiều thời điểm tưởng như họ nắm chắc trong tay. Bạn nghĩ sao về tỷ số đầy kịch tính của hai trận đấu này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. You say those things.